Rồi quý vị ơi, tiếp theo là bonsai 2233, một cây trung nu 220k bao ship toàn quốc. Anh nào quen thì ship code lại chuyển khoản nha quý vị. Mấy cây này là 220 là bán quỳ vốn cho quý vị nha. Tại vì cái này cũng không còn nhiều, còn được có 2-3 cây gì nữa, bán hết là nghỉ luôn nha quý vị. Đó, mấy cây là đầu lời, bán được 250, 280 mà có lời nha. Còn cái này bán 220 là bán vốn nha quý vị. Đó. Rồi tỷ lệ này nha, cho quý vị xem nha, nó có nu nè, trung nu cục cục nè. Đó, cái tàn nó đây nha, nè. Đó, đây nha, ở trên quay xuống cho quý vị xem nè, chai trà xanh cái tàn ở đây nè. Không có đâu mà rẻ hơn cây này mà 220 được nữa trơn nha quý vị. Qua bên Bến Tre mua cây này không là 200 ngoài rồi nha. Chúng tôi vẫn chơi đây nha quý vị. Qua tại cái lò luôn á nha, Bến Tre đó nha, mua nha. Đó, cây này là trên 200 ngàn rồi đó, chứ không phải giỡn đâu à. Chưa có tính tiền gì hết trơn á nha, đi tới tại chỗ mua luôn á. Rồi thôi xuống đi bây giờ.